Ôi, con bóng, sao nhăn nhó đây? Ôi, tao bị mọc răng khôn, đau quá. Ôi giời, khôn thế mà mọc răng khôn thì khôn hết phần người khác à? Ôi giời ơi, khôn thì chưa thấy khôn đâu. Thế nhưng mà đang ngu hết người vì đau răng này, không nói được này. Đây, ông có biết người ta gọi như thế là gì không? Là gì? Là nghiệp quật. À, này, tôi đã bị thế này rồi, không ăn nổi thì thôi á, lại còn là chọc máy nữa à? Đa thế nhá, tôi rồi tôi đi trước. Nhưng mà em, có mỗi thế thôi mà nó cũng dỗi đấy. Chả hiểu kiểu gì. Mà các anh ạ, bình thường anh Tuấn đã hay dỗi rồi, hôm nay đau răng á, đang mừng trong người á, trêu thế là chả dỗi thêm. Ui giời, thôi được rồi, thôi đi học em, mua cho nó cái kẹo lạc ăn cho đỡ dỗi. Anh Hâm à, anh dỗi anh Tuấn hay là chồng tức anh Tuấn đấy? Đang đau răng thì ăn kẹo lạc cứ ăn nào được. Thế thôi, để tí tao cho nó ăn đấm cho hết dỗi. Anh á, em bảo anh này, anh mua bim bim ấy. Mua bim bim nó hết dỗi á? Thì anh Tuấn hết dỗi hay không thì em không biết. Nhưng có một điều chắc chắn á, là em rất thích ăn bim bim. Em bị giả à, hỡi để mà hút. Đúng rồi đấy, con này là tôi đã giả mà. Đây nhá, đầu lòng hoàng rất đẹp trai. Thứ hai là thứ mồm nhai suốt ngày. Ở nhà thì suốt ngày bày cách trêu anh nó xong thì dày mặt ra. Đấy, đi học thì lại cứ kêu la rằng thì là ối anh ta đánh mình. Đấy, suốt ngày vừa ăn cướp vừa la làng ấy, chả dở thì thế là cái gì. Kể cả có dở nhá, em vẫn là học sinh giỏi toàn diện, vẫn là hoa khôi khối 11 nhá, đầy người muốn dở như em đấy. Úi dồi ôi, này, mấy cái đứa ước như mày á, hối hận sớm thôi. Em chỉ sợ là trong số đấy lại có anh Hoàng nhà mình thôi. Tao thèm vào. Thôi, chả thèm quá chứ. Thèm vào luôn đấy. Đúng rồi, thèm mà. Tao còn lâu tao mới thèm nhá. Thôi, chả thèm quá. Tiếp tục hay nào. Hiệp 2 nào, bắt đầu đi. 2, 3. Mày đây, đúng rồi. Làm gì một căng. Đội này đi học muộn có 2 phút. Bạn bè trả nương tay cho thôi đừng có bắt bản kịp điểm. Đi học sớm là đi học đúng giờ, đi học đúng giờ là đi học muộn, mà đi học muộn là không thể chấp nhận được rồi nhá. Các ông ngồi viết bản kiểm điểm đi, đừng để tôi nói nhiều. Anh Tuấn ơi, hai anh này học sinh cá biệt viết bản kiểm điểm nhiều rồi, nhưng viết thêm cái nữa cũng không sao. Còn em học sinh giỏi toàn diện ấy, với lại cũng là lần đầu phạm lỗi, hay là anh tha cho em đi? Không tha thứ gì hết nhá, có lần một thì sẽ có lần hai, không nói nhiều, viết đi. Thế là đi tong luôn cái danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Bạn ấy mẹ chả nhờ được cái gì. Này, con trai kia, mày thích lời mềm không? Ngồi đây. Ông dỗi thằng Hiếu thì ông bắt mình nó thôi. Hà cứ làm xong bắt tất bọn tôi lên đây làm gì? Thôi tha cho bọn tôi đi nhá. Ông nói thì nói cho đúng vào. Tôi dỗi ai? Tôi dỗi ai bao giờ? Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi nhá. Nhờn với BD à? Nhờn, viết đi. Bạn bè như cái bệnh này. Trời ơi, đi học vẻ bảo đợi mình mà không đợi. Rõ chán. Xin chào. Chúng mày sang nhà tao làm gì? Không nhờ vả tao được gì đâu, đi vào đi. Đấy, vẫn dỗi. Nhìn dỗi thì đáng yêu ấy nhỉ. Người đâu mà dỗi nhìn vào xinh ơi là xinh ấy. Anh Tuấn kìa, nhìn mặt dỗi nó nhìn nó ngu. Trông cái mặt dỗi tỏa sáng. Thế chúng mày có âm mưu gì? Âm mưu cái gì, buồn cười thật đấy. Chơi với ông đã lâu. Hôm nay thấy ông đau răng nên bọn tôi đi học về sang đây thì có mua trộm gói cháo ăn đấy. Ôi trời ơi, cháo. Sao đấy? Ông làm gì mà nhìn thấy cháo như kiểu nhìn thấy báo ấy? Hả? Cháo ngon mà. 3 ngày nay tao ăn nguyên cháo rồi, tao quá khổ vì cháo rồi. Ôi, bây giờ chúng mày bắt tao ăn cháo nữa thì tao chịu thế nào được? Bạn bè thế đấy. Tao rồi. Trời ơi. Con bóng nó thế nào nhỉ? Hay là nó muốn ăn đấm thay vì ăn cháo? Anh em mình lôi cổ xuống đấm một trận cho nó hết dỗi đi. Người bị điên nhỉ? Đi về. Bây giờ anh em mình về nhá. Chiều nó khác phải tự tìm anh em mình để đi chơi. Nhá. Về đi. Tao về nhá. Về nhá. Mẹ đánh rõ đầu. Nghĩ đi nghĩ lại nhá. Mình là mất chìa khóa nhiều phết rồi đấy. Tính ra trung bình cái làng này ấy, mỗi người phải công vài cái chìa khóa nhà mình rồi ấy. Thế thì tại sao mình lại phải khóa cổng nhỉ Nhung nhỉ? Nói như anh ạ, thế sao anh không làm luôn một cái biển là nhà rất nhiều đồ, cứ tùy ý vào mà lấy cho nó nhanh. Mày đã bắt đầu ấy. Thế thì không à, mẹ mà biết anh làm mất nhiều chìa khóa như thế nhá, mẹ đánh anh tuốt xác luôn ấy. Này,
mẹ chỉ biết khi cái mồm dê của mày hoạt động thôi nhá. Bím cái mồm lại, mày mà dê không đúng chỗ nhá, không chỉ bị mẹ đánh như lúc trưa này đâu, mà còn hơn cả thế nữa cơ. Cái lúc mẹ đánh em, có anh ở đấy đâu mà anh biết là em bị đánh? Tại sao tao biết á? Bởi vì chính tao là người mách lẻo với mẹ là mày đi chơi với cái thùng rác biết hết sáo. Trường Lan, Trường Trạ, Thượng Hạ, Tây Đông, em gái Đông Nhông đi yêu thùng rác à? Đâu con bóng kia làm gì cứ rút của tao đấy? À, có khi anh Tuấn anh ấy không thích làm bóng nữa, anh ấy thẳng để anh ấy tán chị Thắm xinh như kiểu cầm mà. Im, cấm cả mồm. Cảm ơn Tuấn. Ông đang làm cái gì đấy? Tôi làm khổ ông. Tôi có gây hấn gì với ông đâu mà ông lại làm khổ tôi. Tôi giúp ông cơ mà. À quên, không bê đề nữa. Mạnh mẽ. Thắm ơi, đi chơi với cả nam thần khối 12 đi. Đứng lại. Thắm là của tôi nhá. Ông bị bê đê mà ông có thích Thắm đâu mà ông giả vờ. Từ lúc tôi bị đeo răng tôi hết bê đê rồi. Tôi không được. Nhưng mà Thắm là của tôi cơ mà. Sao đây? Nhưng mà từ bây giờ Thắm là của tôi. Ui dồi ôi, ông bê đê, ông bê đê thích Thắm à? Sao đây? Tôi đánh với người một trận bây giờ. Tôi không thích ai cả. Chính xác luôn chị ơi. Chị nói câu chuẩn đen luôn. Cô này. Rồi. Sẵn tiện thì ba anh chị đang có máu điên trong người, ba anh chị đi cùng em đến một nơi nhá. Đi đâu? Thì đi đến cái nơi mà ghi máu điên của ba anh chị xuống. Chứ ba người như ba con trong trọ như này, phận rồi mỗi như em kiểu gì chả chất lấy. Sợ gì mà tao đi. Thắm ơi, đi với tớ. Thắm ơi, tớ thẳng lắm. Ôi, cái bóng kia, đừng có mà lồng ngóng nhá. Trời ơi, à mà Thắm ơi, cậu có mang chìa khóa nhà không? Đợi tớ cầm hộ tớ giữ cho đỡ nặng. Thôi, cậu cầm như hôm trước á, tớ cầm mới chắc. Cậu chìa khóa không? Đưa tớ cầm cho. Có luôn, đây. Rồi, trao sự tin tưởng để cho Thắm, trao cả căn nhà cho Thắm luôn. Có cái gì á là tớ trao cho Thắm hết. Đi. Anh Hiếu. Ây chà, biết bạn thân sắp đến làm cái ghế nhìn mắt mày hẳn đấy nhờ. Ngồi thử ngay mà. Ôi này, chính à, để cho Thắm của tao ngồi. Thắm ngồi đi. Ây, vớ vẩn này. Cái ghế này tao làm ấy là để cho bạn gái tao ngồi đấy. Bạn gái? Đâu? Đây. Xin mời bạn gái xinh đẹp an tọa vào cái ổ chó do chính tay tao làm. Ai? Mong bạn gái đừng dỗi nữa, kẻo chúng tao khổ lắm rồi. Ngồi đây. Ngồi đi. Được, coi như là nhà ngươi biết điều. Bổn cung đây sẽ tạm thời xóa tội cho các ngươi. Nào, thế hôm nay ra đây chơi gì nào? Hôm nay nhá, chúng ta sẽ làm một món cháo. Ông đùa tôi đúng không? Ôi dồi ôi, biết bạn để người cháo, bây giờ là còn chơi trò nấu cháo. Tôi đi về. Ngồi xuống, ngồi. Đạch, tát cho phát bây giờ chứ mà. Nói là cháo ấy, thế nhưng mà không phải là cháo, mà nó lại là cháo. Ông bị điên à? Tôi không ăn cháo đâu. Im, đã nói hết đâu. Đó là món cháo chiên giòn. Cháo chiên? Mày bị điên à? Cháo nhau nhét chiên của gì? Đúng rồi đấy anh Hiếu ạ. Anh có bị làm sao không? Hay là anh định cho bọn em ăn cắm lợn à? Mọi người không biết món đấy á? Không. Mình cũng thế. Rồi, không biết đấy thì tao sẽ hướng dẫn. Đầu tiên của món này ấy, quan trọng nhất là chúng ta phải có cháo gói. Đấy. Này, làm gì đấy? Lấy cháo gói. Sao mày biết túi tao có cháo? Ba lô của mày khác gì cái túi thần kỳ của Doraemon đâu mà. Đấy, thấy chưa? Đúng làm gói cháo luôn. Rồi, có cháo rồi. Thì bây giờ chúng ta cần đến 5 quả trứng. Đấy, 5 quả trứng. Không có trứng à? Mày cứ làm như cái gì tao không có ấy. Đây, có luôn. Trứng này. Được ấy, đúng 5 quả trứng luôn. Thằng này được ấy. Rồi, bây giờ thì cũng đã đủ nguyên liệu rồi. Chúng ta chỉ cần thêm bát, đũa, đĩa, chảo, dầu ăn. Mấy cái đấy tao chuẩn bị hết rồi. Đầu tiên ấy, thì chúng ta bóc cháo ra cho vào bát như thế này. Đấy, lưu ý nhá, chúng ta chỉ cho một gói gia vị muối ấy, cho một gói thôi, kiểu nó mặn, nhá. Sau đó chúng ta đập trứng vào, đấy. Rồi chúng ta chỉ việc đảo đều lên, đảo xong rồi, chúng ta đeo găng tay vào, chúng ta nắt, đấy, thành hình cái kén ấy, hình kiểu khoai lang kén ấy, đó. Bây giờ tao bắt đầu làm, nhá, đảo này, đấy.
Úi giời ơi. Úi giời ơi. Xin lỗi kỹ thuật. Trời ơi. Quay đít ra chỗ khác đi. Đấy chị Thắm ạ. Chị thấy anh Hoàng nhà em bê bối chưa? À, con Duệ kia ơi. Mày im ngay cái mồm mày đi không? Hả? Giời thằng ghê chết đi được ấy. Thôi được rồi, đều đấy. Bây giờ như này nhá. Bây giờ chúng ta đeo các tay vào, xong rồi nặn cháo thành hình cái kén ấy để mang ra kia dán. Ai thế là xong rồi. Nào, chú ơi nặn đi cho nhanh. Nhá. Không tát cho phát bây giờ suốt ngày rôi rôi. Không kiên cứng thế này tôi ăn kiểu gì? Cứng đâu mà cứng. Phải ăn thử mới biết là cứng hay không chứ. Ăn đi đã. À chúng mày ăn đi, ăn đi. Ăn thử đi. Vào chớm vào. Ngon không? Ngon anh ạ. Ôi giời hoàng quá rồi. Ngon quá chúng mày ạ. Này Tuấn ơi, tôi tưởng ông đau răng cơ mà. Thường thường những người đau răng ấy là người ta không ăn đâu. Tôi ơi, tôi đang cố để vượt qua cơn đau đây. Được rồi mọi người, ăn đi. Ăn đi, đi. Ăn nhiều vào cho đỡ đau. Ngon thật đấy. Áo ôi. Áo ôi. Chấm cái này hơn nha. Ông còn mỗi một cái, nhiều người đeo răng ăn nốt nhá. Ôi, ngon quá. Ngon nhá. Quá ngon luôn. Cuộc đời thật là tuyệt vời khi có lũ bạn như chúng mày. Đấy, bao nhiêu hôm tao chịu cái cảnh đói nhưng mà không ăn được. Này làm phát bữa no nề càng hết cả bụng. Ui nó sướng ạ. Trời ơi, dám nhá. Tính khí cái con bóng này thay đổi như kiểu người yêu cũ ấy nhá. Lúc thì chửi người ta như hát hay ấy, lúc thì nịnh ướt hết tai. Chính vì món cháo chiên của thằng Hiếu khá ngon nên là tao sẽ xóa hết tội trong tuần này của chúng mày đi, được không? Thật anh Tuấn, thế thì thích nhỉ. Thế là em giữ được chức học sinh giải toàn diện rồi. Bạn thế mới là bạn chứ. Ôi giải chứ còn gì nữa. Đi ba chú ơi, đi ba, đi ba. Đi ba, tạm biệt ra, tạm biệt ra. Được, mày được. Xóa lỗi nha nhưng mà cầm đi chơi điện tử đấy. Thắm ơi, hôm nay Thắm đi chơi với bọn tớ, Thắm có thấy vui không? Ừ vui, nhưng mà tớ cảm thấy hối hận quá. Sao lại hối hận? Vì tớ không biết là chơi với các cậu lại vui như thế. Để tớ chơi sớm hơn. Giời, Thắm này làm tớ hết cả hồn. Mà này, mày lại cho tớ đi chơi cùng với nhá. Đương nhiên rồi. Thôi, tớ về trước đây. Thắm. Tớ đây. Thắm, Thắm về cẩn thận nhá. Tớ biết rồi. Mà Thắm ơi. Ơi, tớ vẫn ở đây. Sáng mai đi học Thắm gọi tớ nhá. Thắm. Gì nữa? Cậu không định để tớ về à? Không. Thắm cho tớ xin lại cái chìa khóa nhà. Tớ quên mất. Đâu rồi? Này, đừng có bảo là mất đấy nhá. Sao lại thế được nhở? Bay tầng nào thì gặp gió tầng đấy. Nơi nào thiếu cung đấy. Anh Hoàng nhà mình hay là mất chìa khóa. Thế chị Thắm cũng là mất chìa khóa. Đúng là cặp bài trùng. Rồi ê, làm thế nào bây giờ chứ lại. Em thì em chả biết phải làm nào cả. Nhưng mà về nhá, em cứ bảo với mẹ là anh Hoàng đưa chìa khóa cho bạn gái cầm. Xong rồi bạn gái là mất chìa khóa. Như thế kiểu gì cũng được giảm nhẹ tội. Mày bị điên à? Em bảo mẹ là có bạn gái á, mẹ giã cho đấy. Thế thì về bảo mẹ là chìa khóa tự chạy khỏi tay anh cũng được mà. Rồi ôi, con này càng nhìn cái mặt mày tao càng thấy ghét. Anh buồn cười thế. Em nhận được chìa khóa chứ em không cố tình giấu đâu mà ghét em. Mày
Mày cái gì? Không mua kem mà có lôi mới trả. Ôi, con kia, đứng lại. Ôi, nó chạy từ hướng nhà bà Sinh rồi. Úi dồi ôi, quả này giống túi với nó rồi. Nhanh lên, mày về nhà đây.